Chào mọi người, hôm nay mình chia sẻ với mọi người một video clip về cái tình trạng rất là hay gặp ở những cái dòng xe mà có phanh đĩa các bạn nhé. Đây, các bạn xem này. Cái phanh đĩa này thì nhất là ở những cái dòng xe mà các bạn mới mua hoặc là những xe cũ cũng có xảy ra tình trạng đấy, mà mình biết được tại sao nhiều lúc người ta lắp xe vào ấy, thì nó lại bị kẹt rất là cứng. Còn xe mình đây, quay rất nhẹ nhàng và mượt các bạn nhé. Bạn bị kẹt này, nó sẽ gây là hiện tượng rất là nóng đĩa, cực kỳ nóng đĩa luôn, và cái má phanh nó cọ vào đĩa thì sẽ không tốt và gây là sinh nhiệt và nhanh mòn phanh, và thậm chí là tốn xăng khi các bạn mà để nó kẹt quá. Thì theo mình được biết là cơ bản ấy, khi các bạn mà lắp mà không điều chỉnh cân ấy, hoặc là ở thợ lắp, thì nhiều lúc ở quán, ở trên hit hoặc là ở trên Yamaha thì người ta lắp, họ lắp vội lắp vàng. Mình nhiều lúc mình về mình phải chỉnh sửa lại vặn ốc cho nó trơn tru. Một là họ lắp không chắc, hai là họ vặn vội để cái họ không cân chỉnh chuẩn ấy, thì cái phanh này nó sẽ bị sạc và nó sẽ rất là nóng. Và khi các bạn cảm thấy là nó bị nóng và bị quay bánh nó không ấy, là hiện tượng đó là đang bị chạm phanh đĩa các bạn nhé. Các bạn quay nó phải êm và nó không bị cọ, không bị sát vào thì là ok nhé. Đó, cái điều cơ bản là họ không chỉnh cân được hai cái ốc này, là bánh không hướng trọng tâm chuẩn vào những cái phanh. Nếu mà các bạn chỉnh không cân thì nó sẽ bị chạm, thì sẽ gây là hiện tượng sinh nhiệt và nóng và mòn phanh rất là nhanh. Thứ ba là thậm chí là tốn thêm một chút xăng đấy. Thì các bạn nếu mà có đồ thì các bạn phải về các bạn chỉnh sửa thật cân vào. Nhưng các bạn quay bánh này, bạn thấy nó quay rất là êm và không bị ghi lại, mà không bị đang quay nhanh quay chậm lại, là hiện tượng đấy là có chạm phanh các bạn nhé. Còn những xe mới mà các bạn quay mà nó líp đều thì nó chỉ là phanh mới thì nó chạm vào thôi, chứ còn những cái xe mà cũ rồi mà có hiện tượng mà tự nhiên đang quay tít mà tự nhiên ghi lại, đó là nó đã bị chạm má phanh nhá. Chạm má phanh là do các bạn cân chỉnh khi lắp vào, cân chỉnh và tăng xích không đều hai bên này, thì nó sẽ bị chạm đĩa này, là kêu, thậm chí kêu kẹt kẹt luôn các bạn nhé. Kêu sạc đĩa là rất là hại cho xe đấy, hại nhất nhanh mòn má phanh. Những cái xe mới thì chỉ một thời gian thôi là nó sẽ lại êm lại luôn, nhưng mà nó kêu thường xuyên mà kêu sạc sạc nhiều là có vấn đề đấy. Khắc phục tình trạng này các bạn phải cân chỉnh tốt nhé, cân chỉnh ốc và các bạn ngắm. Như khi nào các bạn quay thấy nhẹ tay nhất và xích thì vẫn ổn định thì các bạn mới là ok nhé. Các bạn đừng có xịt những cái dung dịch và hay là cái gì chất bôi trơn vào trong đĩa là không tốt đâu nhé, và nó sẽ làm giảm quá trình ma sát mà mất tác dụng của phanh đi thì sẽ không tốt. Thì hôm nay mình chia sẻ là các bạn chỉnh, hoặc là tốt nhất anh em là chơi xe mà phải có đồ thì các bạn cân chỉnh được thì nó sẽ mềm mại, nó trơn tru được thì nó không hại đến phanh và không hại đến chế độ vận hành của xe. Hôm nay mình cũng chơi xe cũng lâu lâu rồi, thì chia sẻ với các bạn là cái vấn đề phanh kêu cọt kẹt ở phanh đĩa trên các dòng xe cuốn tay, hoặc kể cả xe tay ga. Và các bạn có hiện tượng đấy, các bạn phải tháo cân chỉnh ra nhé, thì là ok. Còn những cái dòng xe mà đã cũ quá rồi thì các bạn phải vệ sinh cái piston nhé, vệ sinh cái piston để cho cái lực piston la vào nó phải ổn định, thì nó đẩy la đẩy vào thì nó ổn định thì nó mới không bị kẹt. Kẹt quá là các bạn phải thay thay cái củ phanh này nhé. Đấy là cái dòng xe quá cũ rồi, quá cũ nhé, khoảng độ 10 chục năm nay những cái dòng xe nó lỉ xét rất nhiều thì mới phải thay cái củ phanh này nhé. Củ phanh này không đắt đâu,
rất là rẻ thôi. Còn bình thường các bạn phải chú ý là cân chỉnh chuẩn là đã ok nhá. Thì video clip này mình chia sẻ với các bạn là điều mà mình từng gặp, và khi các bạn mà đưa ra quán họ lắp thì nếu mà các bạn quay thấy nó không đều và nó bị kẹt lại thì là có vấn đề, các bạn nên chỉnh lại nhá. Video clip của mình đến đây xin kết thúc và cảm ơn các bạn. Mình rất mong muốn chia sẻ những điều hữu ích cho các anh em, mà cái điều mình biết được thì mọi người biết được thì con xe vận hành luôn êm ái trên mọi cung đường nhá. Cảm ơn các bạn đã xem video clip của mình và đón xem những video clip tiếp theo nhá. Chào các bạn nhé.